Xin chào tất cả các bạn nhé, chào mừng các bạn quay trở lại với cả livestream của trung tâm thẩm mỹ Doctory chúng tôi để xem lại kết quả của một ca phẫu thuật lồng ngực chúng tôi vừa thực hiện xong. Hôm nay là một ca tương đối muộn, đây là một trong những cái trường hợp khách hàng mà có rất nhiều người trong gia đình đã thực hiện phẫu thuật tại Doctory. Khách hàng chia sẻ là cũng 5-6 người rồi, và hôm nay thì hai mẹ con từ nước ngoài về vừa thực hiện phẫu thuật nâng ngực và cũng có một cái chuyến nghỉ Tết truyền thống tại Việt Nam. Thì đây chúng ta có thể thấy rằng là khách hàng của chúng tôi thì ngực các bạn nhìn thấy luôn đấy là ngực hai bên tương đối cân nhau, mặc dù chúng tôi đã đặt lệch sai. Các bạn có thể nhìn thấy hình vẽ ở bên phải này thì ở bên trái này thì chúng tôi đặt là 340, còn bên phải này đặt 320 cái túi Motiva Ergonomic. Đây ở phía xa đây là cái túi, các bạn có thể thấy là size 320 và 340. Khách hàng đã có rất nhiều người trong gia đình đặt theo đường chân ngực rồi, vì vậy mà cũng mong muốn đặt đường chân ngực để sớm quay trở lại những công việc, có thể sẽ trước Tết sẽ đi một chuyến du lịch nữa cơ. Đấy, đặt ngực bây giờ rồi nhưng mà vẫn còn muốn sẽ có một cái chuyến đi du lịch thăm một số địa điểm danh lam thắng cảnh đẹp ở Việt Nam trước khi có kỳ nghỉ lễ Tết nữa cơ. Đấy, thì các bạn có thể thấy rằng là mặc dù là đây là những cái thời điểm cận Tết rồi nhưng mà khách hàng vẫn có thể thực hiện phẫu thuật nâng ngực, sau đấy thì nằm viện tại 1 ngày 2 ngày tại bệnh viện, sau đó thì có thể về nhà nghỉ dưỡng 3-5 ngày, sau đó chúng ta có thể thực hiện những cái chuyến du lịch nhỏ. Đấy, sau 10-12 ngày thì quay lại Doctory chúng tôi thì bóc cái băng keo dán ở dưới chân ngực là cái khâu vết thương, bởi vì với cái phẫu thuật đường chân ngực mà chúng ta sử dụng keo dán này hàng ngày chúng ta không phải thay băng, rất là thuận lợi cho cái việc mà chúng ta có thể di chuyển đi những cái chuyến nghỉ ngơi, một là vừa để phục hồi sức khỏe vừa để tham quan. Hiện nay thì tại Doctory chúng tôi có rất nhiều khách hàng nước ngoài về và thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ cũng như là thực hiện kết hợp với cả tham quan nghỉ dưỡng. Đấy, các bạn có thể thấy rằng là phẫu thuật ngày nay thì với những cái công nghệ mới thì nó rất là thuận lợi cho cái vấn đề kết quả thẩm mỹ cũng như là sự hồi phục. Quay trở lại thì chúng ta thấy rằng là đây là một trong những trường hợp khách hàng của chúng tôi cao 1m63, ngực tương đối rộng, hai bên thì không cân nhau, bên trái thì nhỏ hơn bên phải. Vì vậy mà khi mà xác định bằng sizing system thì chúng tôi đã xác định được là cái mức độ lệch size vào khoảng 1 size để đảm bảo sự cân đối tương đối thôi. Và cái size khách hàng mong muốn khoảng 320 đến 340. Đấy. Và các bạn có thể thấy rằng là cái đường thiết kế của chúng tôi là tạo được cái khe ngực rất là cân đối và rất là đẹp. Đấy. Và cái đường chân ngực cũng vậy. Nó sẽ rất là rõ đường chân ngực để đảm bảo rằng sau này cái sẹo sẽ rơi đúng đường chân ngực. Các bạn có câu hỏi gì thì vui lòng liên hệ với cả chúng tôi qua cái số hotline hoặc là để lại trong phần comment. Chúng tôi sẽ liên hệ để tư vấn cho các bạn cũng như là hẹn lịch thăm khám. Một lần nữa thì Doctory xin chân thành cảm ơn tất cả các quý vị đã luôn luôn ủng hộ chúng tôi trong thời gian qua. Và xin hẹn gặp lại các bạn ở những cái livestream tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.